Đó, hàng đít muối độ đó anh chị ơi. Đó, con bò ba bê kem đít muối đó anh chị ơi. Đó là giá bán con bò này 27 triệu anh chị ơi. Đó, con này quá pin độ anh chị ơi. 27 triệu bao xe thành phố Tân An nha anh chị. Đó, con đít nè anh chị ơi. Bò này tầm 8 9 tháng rồi nha anh chị, già bò này anh chị ơi. Đó. Lưng đòn là khỏi chen bò này luôn, bao ăn uống, bao tặt lõi, bao đẹp. Dây một dây, lưng một lưng. Đó, giá cực kỳ yêu thương luôn, có 27 triệu là được bò ba bê đít muối độ anh chị ơi. Đó, đòn quá dài, đít quá bự, giá khía giá lặn luôn anh chị ơi. Đó. Là vô là thịt lúng lính. Đó nè, thấy không? Hiền lắm anh chị ơi, vỗ đâu đây nè. Quá lưng. Chân thẳng trụ nha anh chị, không có móng sò mà không có bú dồi bú cẳng nha anh chị. Cu giá hai trứng nha anh chị. Đó, đều luôn anh chị ơi, bò này tương lai bò nọc được. Đó thì mình bò nó hơi dùng liền nhưng mà mình lấy tinh cũng được anh chị ơi. Đó. Thì nói chung là nuôi đường nào nuôi giá nuôi kiểng nha anh chị. Đó thì anh chị thích con bò độ này cứ liên hệ em. Đó. Quá độ anh chị ơi. Đó thì thích nuôi bắt gì nuôi kiểng, bò đứng chuồng đầu chuồng nuôi kiểng coi chơi anh chị ơi. Đó. Uống nước nhiều quá ho hả con? Đó, quá hiền anh chị. Cổ rô nha anh chị. Đó, lưng một lưng luôn nè. Đó. Bò này là năm đùi nha anh chị, dây dây đùi giò đùi trước với đùi sau là bằng nghiến anh chị. Đó. Uống mà tới giọt cuối cùng luôn nha anh chị ơi, giác máng luôn. Bò bao ăn uống mà. Đó. Hiền lắm anh chị ơi. Bắt về nuôi kiểng được được. Đó, thì em quay cận cảnh móng được móng sò nha anh chị, chân móng hoàn thiện nè, móng trước nè, móng sau nè, thẳng trụ nè, đít lặn nè. Đó, cu giái rồi cu thắt nha anh chị. Đó, giá quá hợp lý luôn, có 27 triệu được con bò ba bê độ. Đó, hàng vip anh chị ơi, thì lâu lâu mới được con ba bê đít muối độ vậy. Thì anh chị cứ thích thì bắt về nuôi vỗ béo nuôi kiểng cũng được, tạm thời mình nuôi kiểng đi, mình tắm rửa nó cho sạch sẽ mình nuôi kiểng chơi. Đó, em quay đứng xa 3 mét anh chị ơi. Đó thì anh chị hình dung được mê con bò này cứ liên hệ em. Đó thì bao xe thành phố Tân An nha anh chị. Đó thì anh chị ở xa thì vẫn bán, vẫn phụ tiền xe tiền dầu bên em, thì em sẽ giao bò tận nơi anh chị ơi. Đó, hàng quá độ anh chị ơi. Đó, quá siêu quá lực luôn.